Chuyện của Ngọc, cô với Quân chỉ biết có nhiêu thôi. Thật sự là bây giờ cô rất cần sự giúp đỡ của con đó Mai Anh. Dạ cô yên tâm đi, ngày mai con sẽ nói thông tin của mẹ con chị Ngọc cho bên nhóm từ thiện. Ủa, con không làm nữa sao? Dạ tại tuần sau con bay rồi. Bà Tiên, mấy người hồi chiều là mấy người hay cướp đồ của con lắm hả? Không những cướp một mình con đâu, cướp của người già và của trẻ em nữa. Có phải là bọn người cùng chung nhóm mà lần trước Mai Anh phát hiện không? Con đoán là như vậy. Bọn này không có đơn giản đâu. Trong đó có một người tên là Hiệp, không rõ là anh ta từ đâu tới. Nhưng mà là người đứng sau mấy cái nhóm người làm việc vô gia cư trong thành phố. Vậy chắc là cô chú Ngọ cũng... Cô chính là người nhắn tin thông báo cho con đó hả? Ừ. Lần trước á, bọn chúng đối phó với mẹ anh bằng cách lên kế hoạch tông xe. Còn lần này thì cô cũng không biết là chúng dùng thủ đoạn nào với con nữa. Con phải cẩn thận đó. Con thì lại nghĩ khác. Càng quy mô lớn như vậy, mình phải càng làm cho ra lẽ. Không thể nào để cho họ một tay che trời được. Cô vừa nói là họ đối phó với con rồi lên kế hoạch tông xe là sao hả cô? Con không biết hả? Thì lần trước tình cờ là cô có nghe lén kế hoạch của bọn chúng đối phó với con, cho nên là cô đã nhắn với Quân đó. Bé Tích, giờ mình qua coi mẹ con sao ha. Với bà nè, vô ngủ nghe con nghe. Sao bữa đó anh không nói rõ với em? Anh có cơ hội đâu mà nói. Thì nhắn tin cũng được mà. Em chặn số anh mà. Vậy sao lúc đó lại đi với Hạnh? Anh định chạy tới chỗ em, nhưng xe bị hư. Tình cờ Hạnh tới trước cửa công ty, anh không còn cách nào khác, phải đành nhờ Hạnh cho có gian. Cũng may là tới kịp. Cảm ơn anh nhiều. Anh chỉ làm những gì cần làm thôi. Con đi, mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đợi. Chứ để em đưa cô Nhi về, chứ để cô đêm hôm ngoài trời như vậy sẽ không ổn. Anh yên tâm đi, em sẽ lo chuyện mẹ con chị Ngọc. Có thông tin gì em sẽ báo cho anh biết. Cô biết là con nhận ra cô. Con cũng biết cô á, cô không có phải là người xấu, đúng không? Cái cô gái ngồi kia kìa, muốn đưa con đi bệnh viện á. Con biết là con bị bệnh đúng không? Vậy đi khám bệnh nha con. Nha. Con không đi đâu cô. Không có hứa đâu. Người ta còn muốn bắt con của con đi nữa. Không có đâu. Không có ai bắt con của con đi đâu hết á. Cô hứa mà. Nha. Đi khám bệnh nha con, nha. Đi đi. Đi khám bệnh nha. Cô ơi, con nhờ cô chuyện này. Cô ơi, cô thương bé Tiết giùm con. Trời ơi, cô đừng có bỏ rơi bé Tiết nha cô. Được rồi, được rồi, được rồi. Không có đâu con. Còn mấy ốm con của con nữa. Cô lo cho hai đứa con. Rồi.
Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu con. Yên tâm đi mà, nhé. Không sao đâu. Trời đất ơi, con ơi, con sao không? Con sao không? Đừng có bắt con của tôi đây. Đừng có bắt con của tôi đây. Đừng có bắt con của tôi đây mà. Tình hình này con thấy không ổn rồi. Tình hình này chắc là phải đợi cho con Ngọc nó tỉnh tỉnh rồi mới đưa đi được. Chứ mình ép nó quá, nhiều khi làm cho bệnh tình của nó trở nên trầm trọng hơn đó. Vậy để con tiếp tục liên lạc coi có tổ chức nào nhận người bị tâm thần không. Nhưng mà để cho con bé Tích ở gần mấy người tâm thần không có tốt cho nó đâu con. Thôi không mấy, để con liên hệ với bác sĩ tâm lý coi sao, coi bác sĩ có nói cách nào để làm bớt tình hình của chị Ngọc không. Bây giờ trước mắt phải tìm cho được nhà ngoại của bé Tích, tới lúc đó thì mọi chuyện mới dễ dàng. Vậy thôi, hai đứa tụi con đi lo chuyện này đi, còn cô ở lại trông chừng Ngọc cho ha. Dạ dạ. Em hết giận anh rồi hả Mai Anh? Em xin lỗi, em đang suy nghĩ chuyện của mẹ con chị Ngọc. Bây giờ em có việc phải đi, có gì anh gọi cho em biết ha. Em nghe anh Đại. Điện thoại em bị hư, mới sửa xong. Con bé nó chỉ kể có nhiêu đó à. Nhưng mà chi tiết quan trọng nhất là nhà ngoại của bé có chiếc máy bay to. Em nghĩ là nhà gần sân bay. Anh thử vòng qua đó coi thử coi làm sao. Nhà có cái cổng màu xanh nhỏ. Trước cổng là có một cái giàn hoa nhiều màu sắc. Em nghĩ chắc là hoa giấy. Dạ. Vậy anh qua coi thử có gì báo cho em biết nha.